người đó. Ây, cái Doraemon anh cứ để trở về là fan thuộc của Doraemon thì chắc là mê cái này lắm. Như xin đầu thử cho em xem nha. Trời, cái này đẹp ta, cái gấu đẹp cho cái Doraemon kìa. Chắc chị phải xin anh Xuân Hà cho chị một cái quá. Ở đây là có khăn tròn nè, khăn tròn kiểu Doraemon, con gấu và khăn tròn thần thú. Cái này cũng dễ thương quá nè. Thế rồi các em ạ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm lại là những cái phần quà